quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Ôi chỗ này thì phải đẩy mà. Ôi, bình tĩnh anh. Đấy, cái chỗ đến cái đoạn này này cô bác này. Cái đoạn này thì hầu như là nó bị sạt từ kia xuống rồi. Và cái chỗ này bây giờ chỉ là vừa một cái xe máy đi thôi. Bây giờ thì phải đợi người ta dùng cái máy múc bên xá đấy cô bác. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay thì cháu được sẽ cùng em Sử là đi khảo sát cái tuyến đường mà từ kia đi vào của nhà em Sử thì có là vật liệu vào được không cô bác nhá. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy thì thời điểm hiện tại hôm nay thì nó có vẻ là rất là khó. Và cháu Lực muốn ghi hình lại cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là sẽ cùng biết là cái quãng đường đó thời gian này thì sẽ có đi được hay không cô bác nhá. Thế bây giờ thì anh em mình cầm dao với cuốc nhá. Đấy, đi xem cái chỗ nào mà anh em mình cần sửa thì sẽ để sửa. Thì để mà trời nắng ấy, thì đường nó mới cứng được cô bác ạ. Cái này là mang để nước à? Sư. À, cái này thì sẽ mang ra để đường nước cho mọi để cho nó to hơn đấy cô bác. Và cái tách của các em thì vẫn còn chẳng có bị vấn đề gì đâu. Cái tách này thì sử dụng thì sẽ phải được tầm độ chục năm, hai chục năm đấy. Ui giời. Như Sử thì sao cho anh hỏi cái này các bác mà hỗ trợ em nhiều thế này, tại sao em không ở nhà ngủ đi, em đi trên rừng tìm một ông làm gì? Em không muốn ỉ lại. À, là có nghĩa là các bác gửi tiền cho em nhưng mà em gọi là từ nhỏ em đã đi rồi, em vẫn phải là đi công việc đấy đúng không? Vâng. Là có nghĩa là nếu mình không đi thì sợ người khác lấy mất đúng không? Vâng. Hiện tại em Sử cũng muốn là khai thác những cái tổ ong mà nguyên chất gửi tới cho các bác ấy cô bác. Phải nói là em Sử mặc dù cô bác đi học đến lớp 2 thôi nhưng mà em ấy suy nghĩ rất là sâu xa luôn. Mà hôm nay đoạn này thì không lấy được xe máy vào nhỉ? Như cái chỗ này có phải của nhà Sử không? Ừ. Này không phải của nhà Sử à? Ừ. Cái chỗ này thì sau này thì đến lúc mà làm nhà cho các em xong các bác thì vẫn phải đào một cái đường xe máy này đi xuống cho nhà chú đấy. Vừa rồi thì thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có nói với chú rồi thì bảo là nhà chú với thím của em Sử là sẽ thông cảm một chút. Ở đây thì có rất là nhiều cô bác có điện cho cháu Lực và hỏi là cái chỗ này thì nếu mà để sau này cho em, để cho hai anh em ở gần nhau thì có được không? Thì nếu mà chắc chắn là sau này đào thì vẫn sẽ ở được thôi cô bác. Sử thì sau này có muốn em ở gần mình không? Có muốn hai anh em ở gần nhau không? Ôi nguồn nước này cạn rồi. Còn một tí thôi. Cái nguồn nước này thì là bị cạn rồi cô bác này, tại vì là đào trúng cái chỗ mà chú chảy nhiều nó ở phần dưới kia kìa. Bây giờ cái nền nhà của các em thì phải nói là khá là rộng rãi cô bác, như một cái đường sân bay luôn.
sao em không ra cắt cái chỗ này về cho trâu ăn hết đi. Để này nó già hết rồi. Cái chỗ đồi măng nứa đấy có phải đồi nhà em không? Không à. Đồi nhà ai? Đồi nhà trên này à? Ui, con gì đây? Con gì đấy? Con cây kia. À, con cây kia đúng không? Cho anh xem nào. Ui. Em xử thì bắt gặp con này là con đuông mà nó ở đuông tre này các bác này, không phải đuông dừa đâu. Đây, con này sờ rất là mềm đấy các bác, sờ trong cái kiểu cảm giác nó trong rất là lạ, rất là ghê các bác. Cái loại này có cái cây kia không xử? Cái loại cây này có cái con sâu tre kia không? Có. Hay như hôm qua thì mưa khá là to này cô bác này, thành ra là cái chỗ mà đoạn đường mà đi xuống nhà các em thì nó sẽ tạo thành một cái khe, một cái rãnh rất là to. Ở đây thì nếu mà bây giờ mà chỗ này mà đào mà nó cái phần này đào đi xuống hết này thì nó sẽ không, mưa xuống nó sẽ chảy đi xuống cái phần bụi tre hết, nó không có men theo cái đường nữa. Cái ống nước này, ống nước của nhà ấy xử? Nước nhà bên kia à? Nước này thì dẫn tận đâu về? Trên này à? À, sau này nếu mà lúc mà các em ở nhà gì đấy xong với cô bác thì lên trên này kéo nước này. Chỗ này thì chắc kéo độ đó tầm là độ tầm 2-3 cây đấy. Cái chỗ đoạn mà cháu Lực với em Sử đang đi này cô bác này, thì ô tô đây không có đến tận đây được đâu, chỉ là xe máy đi thôi. Máy hôm nào mà nắng độ tầm 3 hôm rồi thì sẽ là chở được vật liệu vào trong này rồi các bác. Chỗ này thì không có bị vấn đề gì nhở? Chỗ này thì đi rất là tốt. Ôi, đây là chuối rừng đúng không Sử? Đây là chuối rừng à? Cái này là chuối của nhà ai ấy? À, có cả quả cái cô bác này. Đấy, cái chuối rừng này thì để mà làm thuốc cũng rất là tốt rồi cô bác này. Ở đây thì có chỗ nào có chuối rừng nhiều không? Đi trên rừng già ấy? Có à? Lúc nào mà làm nhà của em Sử xong ấy cô bác thì cháu Đức sẽ cùng các em là đi vào để khai thác được những cái đặc sản. Ôi, Sử ơi, kia có phải là hạt mắc khén không? Cái kia có phải mắc khén không? Không phải đâu à? Nhìn trông như kiểu là mắc khén đấy, mắc khén rừng đấy. À, cái đấy đâm đụng à? Cái đấy thì bị làm sao? Nếu mà mình đụng nó thì bị làm sao? Ở đây đúng không? À, cái cây này cô bác này, cái cây này thì đụng vào nó sẽ rất là ngứa luôn cô bác này, ngứa cả người luôn. Mà mình đụng nó thì nó có một cái chất chất gì đấy đây, nó biến thành, nó cho mình như kiểu là thành mụn đấy. Rất là ngứa. Ôi, cho cái anh kia đi trước đi. Anh kia đi đã. Ủa, đi đâu anh? Xuống chợ à? Đi ra xem đường một tí anh. Hôm nọ cháu Lực không biết cây này là cái gì này các bác này, và cháu Lực đăng tải lên thì cũng được các bác nói với cháu Lực là cây rau dớn này, rau dớn thì xào ăn thì rất là ngon. Phải nói là đâu? Phải cây. Cây kia? Cây này á? Cây này á? Tại Sử vừa chỉ cháu này các bác này, cái cây này thì mình đụng vào nó thì nó rất là ngứa luôn đấy. Đi rừng thì cũng phải rất là tránh cái cây này. Phải nói là những cái điều mà cháu Lực còn chưa biết thì chia sẻ lên trên kênh thì được các bác là chỉ dạy cháu Lực. Thành ra là cháu Lực mới biết
từ cái lúc mà làm cái công việc thiện nguyện này, đăng tải những cái thước phim lên, thì được rất là nhiều các bác, các cô, các chú, các anh chị chỉ dạy cho cháu Lực, thì cháu Lực cũng biết thêm nhiều thứ. Ô, đây có hoa gì đẹp đấy Sử ơi? Không biết đâu. Cái này có bị ngứa không? Không ạ. Không bị ngứa à? Xem nào. Hãy Sử thì có vẻ là đi trên rừng nhiều các bác, thì là biết cái loại cây nào mà nó bị ngứa hay không ngứa. Đây thì không biết là hoa gì. Màu nó màu tím, nó rất là đẹp này. Trông cũng rất là thơm ấy. Sử ơi, lấy cái da chặt chặt này ra em ơi. Lúc mà mình đi xe về thì sợ đấy. Đấy, cái cây gai này này, chặt hết đi. Đây đây đây, chặt chặt xuống đây đi. Lúc mà mình đi qua, không quay mà. Đấy, mình chặt hết đi. Mình vừa đi đường này, mình vừa xem là cái chỗ mà cái chỗ cây cây nào mới bị thò ra thì mình chặt nó đi. Hôm nọ Sử đi khai thác mật ong ấy cô bác này, đi tít trên cái chỗ mà bị mây che che kìa. Nói là em đi rất xa. Ôi giời, có rất là nhiều loại hoa này cô bác này. Cái mùa này thì không biết là vào cái mùa hoa hay sao ấy. Ở đây thì nếu mà là cái ong mà ong rừng ấy cô bác, thì nó sẽ đi lấy cái, những cái mật loại hoa này về này. Xong là những cái loại hoa kia thì nó sẽ tạo thành là cái là hoa, là gọi là mật ong rừng ấy các bác. Và cái mật ong rừng này thì sẽ có công dụng là ổn định huyết áp này, ngăn ngừa bệnh tim mạch này, giúp cho cái giấc ngủ của mình ngon hơn này, và tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, không cho mình bị ốm, cơm ốm vặt này, và tránh những cái giảm viêm họng này, và lão hóa rất là tốt cho gan, và hỗ trợ cho bà bầu thì cũng rất là nhiều các bác. Đây đây này, hoa toàn là hoa này. Cái đoạn đường cái chỗ này thì có vẻ là đi rất là dễ đâu các bác nhá, nhưng mà đến đoạn kia kìa thì mới đi khó. Sứ ơi, cái này thì có ăn được không Sứ? Có quả để ăn được à? Nhưng mà cây non này mình ăn có được không? Không được à? Cây này thì đến có quả, nó cỏ nó màu màu vàng vàng ấy các bác, gọi là cái quả mâm xôi ấy, cây mâm xôi ấy. Ui, nhà ông này có chó nhỉ? Đấy, đến lúc mà buổi đêm mà cháu Lực đi qua chỗ này các bác, cháu Lực cũng rất là sợ cái con chó này này. Con chó này biết đuổi luôn đấy đêm ấy. Đấy, nó ra đây rồi đấy. Đấy, bây giờ thì cái đoạn này mới là đoạn khó này cô bác này. Cái đoạn này thì phải là đợi trời nắng độ tầm 3 ngày thì vật liệu thì mới vào được. Đấy, đấy chỗ này thì bị nó tạo thành cái khe này rất là lớn đấy cô bác này. Đó. Đây thì xem cái anh kia đi xem có lên ok không? Có phải đẩy không? Có à? Đâu này. Đây này cô bác này, anh ở dưới kia thì còn phải lấy đẩy lên đây này cô bác. Đấy. Cả hai vợ chồng chắc là đi chợ về. Ôi cẩn thận anh nhá. Ôi chỗ này thì phải lấy đẩy vào. Ôi. Ôi 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 ôi, bình tĩnh anh. Ôi. Ôi. Đi đi xem đường này xem là nó mình chở được vật liệu vào chưa đấy anh. Có đi đó. Thế như anh thì bây giờ nếu mà chở vật liệu vào thì có vào được không? Không vào được đâu. Không vào được à? Toàn đẩy xe thôi. Hai vợ chồng anh đi xuống xá về nó. Đi xuống xá về à? Đoạn này với đoạn kia nó có đi đó. À. Hai vợ chồng anh có đoạn này với đoạn kia thôi, đường ngay cái điện trường này. Hai vợ chồng anh là đi xá về đúng không? Vâng, đi xá về. Con anh thì được mấy tháng rồi? Hơn 6 tháng. 6 tháng à? Biết ăn thạch chưa anh? Đây, em cho bé này. Đấy, hai con. Rất là đáng yêu này các bác. Hai vợ chồng hí, cười đấy. Cười luôn này. Thế anh đi nhá. Vâng. Vâng, xem đường anh ạ. Vâng, con chó đây anh, cẩn thận cho nó biết đuổi ấy. Chó nhà anh à? Ôi, đêm anh phải xích nó vào nhá. Đuổi em mấy lần rồi. Đấy, đấy, đi rất là khó này các bác này. Gọi là một mình đi còn đi khó đấy, để mà lai được những cái bao xi măng hay bao cát về thì nó còn khó hơn. Đấy. Cái phần
cái đường này này các bác này thì sẽ để là nắng độ tầm là 2 hôm thì sẽ đào đất này lấp xuống những cái rãnh này, này và chỗ nào mà bị chân trượt quá thì cháu được sẽ đi xuống ấy kia là xin cái vỏ cháu về để mà giải xuống xong là cho xe lên thì nó sẽ không có bị ban. Ở trên nhà xử thì có vẻ là có rất là nhiều măng nứa này, cái nứa này. Cái đồi măng nứa này có phải là của nhà anh kia không? Không phải đâu à? Đấy, cái đoạn này thì đi rất là khó này cô bác này. Đấy, cái đoạn này thì có vẻ là đi rất là khó cô bác nhá. Ui, cái này thì chắc là hôm nào mình phải sửa đấy xử nhỉ? Hôm nay phải nắng tầm 2 hôm ấy cô bác. Thì mới là sửa được. Chứ bây giờ mà mình đào đất này rồi, mình lấp ở những cái chỗ ránh này cô bác này, thì đêm nay mưa về nó lại nó bị có bùn nhiều, thành ra là xe nó lại khó đi hơn. Và ở đây thì đến lúc mà đến mùa mà bà con ở trên này gặt ấy thì cô bác thì nắng rất là nhiều luôn. Cái gì ấy? Đấy, chặt nó đi để nó không bị vướng cái lốp xe này. Đây này sư ơi. Đấy. Đấy, mình vừa đi thì xem chỗ nào mà nó bị hỏng thì mình cuốc luôn. Đấy. Đây thì cháu Lực với em sửa đi cô bác. Nãy vừa nãy đi thì còn phải là vừa đi vừa đẩy luôn đấy thì xe mới lên được. Ô sư ơi, cái kia là cái gì đấy? Đây này. Anh cũng thấy ở dưới kia có rất là nhiều này. Ở đây thì có người ta làm cái gì ở đây? Đây này. Đây này. Ơ? Đây đeo cái cổ nát thì nó làm thế. À, là có nghĩa là cái ranh giới của mình là đến đây đúng không? Vâng. Chắc là vừa mua xong ấy nhỉ? Ủa trên kia có cái cây gì, cái như kiểu cây thảo quả đấy. Đấy, cái đoạn này mới là đoạn đi khó nhất để cô bác này, đoạn này ấy. Đấy. Đoạn này thì nó thuộc dạng là cái đá. Cái đá này thì là cái đá mềm rồi cô bác. Đoạn này phải nói là đi rất là khó này. Như bạn cameraman thì bạn có thể đi xuống dưới này, xong bạn quay lên dưới này. Đấy. Đấy, cái chỗ đoạn này thì phải nói là bây giờ đi rất là khó cô bác nhá. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy là từ dưới này lên trên này cô bác này tạo thành một cái khe rất là nhiều cô bác nhá. Phải đợi là nắng rồi thì sửa lại đường thì mới vào được, mới chở được vật liệu vào cô bác, chở bằng xe máy thôi. Vào nhà có sửa đấy. Sửa cái năng này chỉ thách bạn. Mấy anh em, hai anh em phải ngồi nghỉ một lúc đó cô bác ạ. À đây. Ui, đây. Hai anh em ngồi nghỉ ngơi một chút. Ăn một chút thạch đi nhỉ. À đây anh còn lon nước này, anh em mình chung nhau uống nhá. Bạn cameraman nữa thì là ba người chung nhau uống một lon nước các bác. Ủa sạc khói thật. Đi một quãng đường mà từ bên kia ra các bác. Này cho bạn cameraman này. Và kèm theo là mình uống một chút, ăn một chút thạch đi nhỉ. Cái thạch gà này thì cháu Lúc rất là muốn ăn các bác. Cũng thường là mua đi theo túi để mà lúc mà lên đường thì gặp các bạn nhỏ thì sẽ chia cho các bạn ấy. Tại vì là cái mùa này cháu Lực gặp các bạn này rất là nhiều, đi học về này. Ăn mỗi người một cái thôi nhỉ? Để cho bớt cái cơn thèm nha các bác. Ăn mà nhiều quá thì nó kiểu lần sau nó không muốn ăn.
Cái gọi là nói cho em xử để cho em không muốn ăn nữa. Xử thì biết, có biết ra cái cây là cái gì không? Có, tính mông thì biết. Tính mông thì biết à? Vâng. Cái cây này của bác này thì trước xử thì có bao giờ đi lấy không? Chưa đi đâu nhưng mà nó lấy bán. Người ta vẫn mang đi bán à? Vâng. Đấy. Cây này thì mang nhổ về xong là té cái vỏ ra, xong là lấy mỗi cái lõi ở trong thôi là mang đi bán. Thì là không biết là người ta thu mua đi thì sẽ làm cái chiếu ấy của bác. Đấy, làm những cái tấm chiếu này. Đấy. Em có biết những cái tấm chiếu của mình ngủ là làm từ cái gì không? Không. Làm từ cái này này. Đấy, người ta mang đi xong rồi người ta nó pha một cái gì đấy, xong là phơi lên, xong là nó phơi lên xong là nó sẽ sơn. Đấy. Là mình tạo thành những cái tấm chiếu. Chính những cái đồ gì ở xung quanh em ấy thì có khi là em dùng rồi em còn không biết là nó là từ đâu mà ra đâu ấy. Giờ thì anh em mình tiếp tục đi tiếp rồi nhỉ. Đấy, chặt hết đi. Đoạn cái chỗ này thì anh em hay đi các bác, thành ra là gặp những cái cây cỏ dại nào thì chặt nó mất đi để cho nó bị đỡ phải quẹt nó mắt vào đầu. Bây giờ thì độ tầm là 500m nữa là đến điểm trường rồi các bác ạ. Cái đường tắt đây là đi đâu ấy Sử? Đường dưới nhà kia. Chỗ này thì có vẩu rất là nhiều này. Đấy, lại đến cái chỗ đoạn này thì lại rất là ok đấy các bác này. Bây giờ chỉ nhất là cái chỗ ở đằng sau cháu Lực, vừa nãy cháu Lực có ghi hình lại ấy. Nếu mà Sử, cho anh hỏi, nếu mà cái tổ ong rừng cái thì nó làm tổ là như thế nào? Là làm ở dưới tầm dưới cái hùm 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 như này à? Làm trên cây với mà. Làm trên cây à, trên đá à? Vâng. Không, nhưng mà anh bảo là cái tổ ong mà thí dụ như hôm nọ em với ông là đi lấy ấy, thì là nó làm ở dưới này à? Làm trên cây thôi ạ. Trên cây à? Vâng. À. Cái mật ong đấy là mật ong, nó là mật ong khác đúng không? Vâng. Mật ong khoái đấy. Còn là cái mật ong mà mật ong rừng ấy thì là nó thường thường là làm tổ rất thấp thôi, nó không có làm tổ trên cao. Ui, chỗ này thì dây điện khá là rườm rà đấy nhở. Chỗ này thì có vẻ là đi rất là nhiều hộ đấy. Đây thì anh thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 hộ này. Có 2 công tơ. Có 2 cái hộp mà để vào công tơ ấy. Hộp to đựng luôn. Cái đoạn đường này thì là đường này có, chỗ này thì đi rất là trơn rồi các bác này. Thì được là bà con là group là dự rộng là góp nhau tiền để mà mua một chút xi về, xong là đổ cái phần khó nhất. Đấy, chặt cái cây đấy đi. Cái chỗ này thì là bà con đấy các bác, bà con sẽ đào một cái hố đây này, xong là cát nó chảy từ kia xuống thì là sẽ đào cát ra, đào để lấy cát ấy. Đây ở dưới kia là gia đình kia đã gặt rồi đấy. Là được gặt rồi đấy. Gặt lúa đây anh ơi. Gặt rồi à? Năm nay có vẻ là bội thu không anh? Năm nay không tốt à? Ồ, nhà anh là gặt sớm ấy nhở? Gặt được mấy bao rồi? Ít thôi à, có mỗi anh với mẹ anh tự gặt thôi à? Chưa đi đổi công à? À, hôm nay là mình nhà mình làm ít thành ra là không có đổi công đúng không? Vâng. Thế anh làm nhá. Bây giờ thì gần đến điểm trường rồi các bác. Chỉ một đoạn nữa thôi là đến cái điểm mà thời gian tới thì sẽ đổ vật liệu vào đây.
Cái chỗ này thì cũng là một cái chỗ này thì cũng là một cái chỗ mà lại đi khó nữa này cô bác này. Cái chỗ này thì sẽ không có được đi khó bằng cái chỗ kia đâu. Ở chỗ bên kia là khó là nhiều. Ơ sứ ơi, như ở đây người ta không có đào đường to ra bên kia à? Không đào á? Chắc là đến thời gian tới thì sẽ đào hết thôi. Ôi giời. Cái chỗ này thì hay trơn này cô bác này. Đấy, cái chỗ này thì cháu lực lên thì đi xe từ cái chỗ này lên. Xong là nó, cái này nó bị trơn đấy các bác. Thành ra là nó xòe tí đây. Phải xuống thì mới đẩy được này. Chỗ này nếu mà trời nắng này thì đào nó thấp xuống thì đi rất là tốt, đi rất là ok nhờ. Đây đào ra, đào chỗ này đi. Đấy, hôm nay chỉ là hai anh em mà đi đi khảo sát xem cái tuyến đường mà máy nứa mà chuẩn bị chở vật liệu vào là như thế nào các bác nhá. Và gặp những cái chỗ nào mà cảm thấy nó đi khó ấy, thì là sẽ sửa luôn. Tại vì cháu Lực với em Sử là cũng đi cái đường này đi suốt mà các bác. Đấy, đi. Đấy, bây giờ thì cũng đến cái điểm trường của điểm trường ở cái thôn này rồi các bác này. Thời gian tới thì sẽ là đổ cái vật liệu vào đây này. Xong thì từ đây vào cái chỗ nhà của em Sử thì sẽ để vận chuyển cái vật liệu mà vào. Ui dưới kia người ta cũng gặt rồi. Ở bên kia thì bây giờ các cháu đang học cô bác. Ui gà này gà to nhỉ. Ui đi đâu về anh? Đi đâu về đấy? Đi xuống cái chợ à? Đi sửa đường mà anh. Đấy, bây giờ thì ở trên vùng cao cũng đã đến mùa mà bà con là chuẩn bị gặt rồi cô bác. Nhìn vào cái đồng ruộng của bà con thì phủ lên trên mình một cái màu vàng. Ôi kia có chó bé kìa sư. Chó bé với chó to này. Cái này là có lớp 1 không? Trên này có lớp 1 không? Có lớp 1 à? Một lớp giáo à? À trước thì cái khu quanh này thì cháu Lực cũng đã hỏi hết rồi cô bác. Không có chỗ nào để mà người ta bán đất ấy. Thành ra là mới phải đi vào trong chỗ gần nhà của em Sử mà làm. Gọi là cái chỗ kia thì vận chuyển vật liệu nó sẽ hơi khó một chút thôi cô bác. Nhưng mà nó cũng gần đất của nhà các em thì nó sẽ rất là tiện. Nếu mà ở đây thì các em làm nhà ở đây thì đến lúc mà đến mùa gặt thì lại phải đi sang bên kia. Gọi là bên này thì nó tiện giúp cho các em là đi ra bên ra ngoài cái đường lớn này. Gọi là mình chở cái gì vào thì nó cũng tiện hơn. Thế rồi một tí nữa cháu Lực đi xuống xá thì gặp cái đoạn nào. Bây giờ từ đây đi cô bác, từ đây đi xuống cái kia thì có nó là khó. Ô, đi đâu anh? Tụp giấy à? Nộp giấy cho con học à? Hôm nào có bạn này hộ ông Sử. Hôm nào có bạn này hộ không? Đây là anh à? Thì lao đi thầy thầy à? Thì lao đi thầy thầy. Xay ra. Từ cái đoạn đường này vào đi xuống cái kia thì đi rất là dễ các bác. Ô tô thì dễ đi xuống cái này luôn. Nhưng mà đến cái kia thì có một vài điểm này nó bị sạt lở nữa. Thành ra là phải đợi cái máy xúc để mà đào nữa. Thì mới là lên được. Đấy, cái chỗ đến cái đoạn này này cô bác này. Cái đoạn này thì hầu như là nó bị sạt ở phía kia xuống rồi. Và cái chỗ này bây giờ chỉ là vừa một cái xe máy đi thôi. Bây giờ thì phải đợi người ta dùng cái máy múc bên xá đấy cô bác. Thì người ta dùng cái máy múc về múc cái chỗ này đi hết thì ô tô mới lên được cô bác này. Bây giờ thì đang bị sạt ở chỗ này khá là nhiều này. Hầu như là ô tô không có đi được không cô bác. Đoạn này đấy. Cây to ấy. Hả? Cây này to ấy. Cây to nhỉ? Cây này Sử biết là cây gì không? Tiếng Mông em biết. Tiếng Mông biết à? Vâng. Tiếng Kinh là người ta gọi bằng sao Mộc ấy, tiếng phổ thông ấy. Vâng. Đấy, bây giờ thì trong thời gian tới thì sẽ phải đợi là bên xã người ta dùng cái máy múc hay là bên thôn ở đây này cô bác này. Người ta họp vào xong là tiến hành là đào hết cái phần này ra thì mới đi được cô bác nhé. Bây giờ thì phải nói là chỗ này là cái chỗ mà khó nhất rồi cô bác. Gọi là hầu như là bị sạt ở tít cái mảng kia xuống rồi. Và cháu Lực cũng nghĩ rằng là ở một thời gian nữa mà mưa thêm thì là chỗ kia nó sẽ bị sạt thêm nữa này. Chỗ này nó rất là khó các bác.
Cháu được thấy là đa số ít người mà đội mũ bảo hiểm thôi. Các bạn còn trẻ thì không có nghĩ được đến cái hậu quả mà mình không đội mũ bảo hiểm này thì nó sẽ gây ra cho mình là cái mức độ mà nghiêm trọng như thế nào. Xử lý đi đâu thì cũng phải đội mũ bảo hiểm nhá. Vâng. Đấy, em xử thì từ lúc mua xe thì cháu được đều nhắc em ấy là đi đâu phải đội mũ bảo hiểm vào. Không đội mũ bảo hiểm thì đừng để cháu được mà nhìn thấy. Lúc nào mà cháu được mà nhìn thấy thì cháu được sẽ khắc có biết cái biện pháp mà khắc phục cho em sửa nhiều hơn. Thì bây giờ em cũng lớn rồi thì mọi cái em ấy tự biết nghĩ rồi. Hôm nay thì chắc phải tầm một tuần nữa nhỉ? Vâng. Một tuần nữa người ta mới đào ấy. Vâng. Cái ống nước này thì đây thì cũng là được bà con ở dưới xã này thì có bác này kéo cái ống nước về, xong đó là bị lấp hết. Rồi thì bà con lại kéo lại cái ống mới cái đoạn này này. Ở đây thì cái đoạn đường mà chỗ nào mà không có bị sạt thì cháu Lực sẽ không có ghi hình lại. Cái chỗ nào mà không bị sạt thì nó sẽ đi như này các bác này, đi rất là ngon. Và đến cái đoạn này thì chỉ là từ cái đoạn này đi lên trên nhà của em sửa các bác thì là bị sạt mỗi cái đoạn này là ô tô không có vào được thôi. Còn như cái đường từ điểm trường đi vào nhà của em sửa thì chỉ cần nắng độ 3 hôm là có thể là chở được vật liệu vào rồi. Đấy, cũng cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì bên thôn người ta sẽ là giải quyết cái phần sạt lở này càng sớm càng tốt này. Ở trên vùng cao thì cháu Lực cũng nói rất là nhiều rồi. Mùa này thì nó đang là vào cái mùa mà mùa mưa hay bị sạt lở là nhiều, thì không có tránh được khỏi là được những cái vấn đề như này này cô bác này. Nó là bị sạt nhiều hay sạt ít thôi. Ở trên kia thì có một chỗ thì nó bị sạt ở cái phần cái tả cái phần này này cô bác này. Đấy, sạt ở cái phần này nhưng mà ô tô vẫn đi được vào thoải mái thì không có vấn đề gì. Do thứ nhất là phần này là nhiều thôi. Cái thước phim hôm nay thì cháu được muốn ghi hình lại là cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là không biết cái quãng đường, cái đoạn đường từ đây đến nhà em sử thì nó gặp những khó khăn nào không. Thì mong rằng quý ông bà cô chú anh chị thì sẽ không có nói cháu Lực là chậm chế cái tiến độ mà làm nhà của ba ông cháu. Đấy, cũng rất là mong ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm và hiểu cái điều này cho cháu Lực hơn cô bác. Cháu Lực cũng muốn kết thúc cái chương trình của nhà em sử càng sớm càng tốt để đi thực hiện những cái chương trình và đi thực hiện những cái hoàn cảnh khác nữa. Đấy. Còn bây giờ thì chắc là cái thước phim hôm nay cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị.